cá rim cá rô là cá rô cá chim ấy ạ. À. Tình mình như thứ nước hoa phăng phất nồng nàn như bát bún riêu. Hồi nãy thì anh có nói là tại vì anh có xem cái EP này của em á, thì anh có note ra một vài cái tên. Những cái tên trong EP này anh thấy cũng rất là thú vị, ví dụ như là Tiny Love nè, I yeah. Can See, rồi có cá rim cá chô, rồi The Lost Kid. Đặc biệt anh rất là ấn tượng á, anh ấn tượng với là cá rim cá chô á, là cái tên này nghĩa là sao và tại sao lại nghĩ được cái tên này? Cá rim cá chô là cá rô cá chim ấy ạ. À, anh biết, ấy là như vậy mà tại sao lại đổi là như vậy? Tại vì em với cả thằng producer chơi chung thích đọc ngược từ. Giống như là em thường đi đi tống ba đi mua một tá bông kiểu vậy. Tụi em thường nói mấy cái kiểu vậy xong rồi. Đó, nên là lúc mà em gửi demo cho nó, em gửi tên là cá rim, à cá chim cá rô. Sau đó nó lười type lại hay sao, nó gửi lại demo, nó ghi là rim chô. Rim chô demo. Chắc là cũng có vần nên là nó thích. Xong rồi tụi em quen gửi với nhau cái tên nó, xong rồi chốt final là tên nó luôn. Dạ, thì chỉ là đơn giản là do nó dạ. Lấy nó ngược lại thôi. Đúng rồi. Có một cái câu hỏi của một bạn khán giả, bạn ấy nhờ anh hỏi em vì phân dạ. Tích cái lời trong cái bài hát Tiny Love dạ. Của em. Bạn ấy có hỏi rằng là tình mình như thứ nước hoa phản phất nồng nàn như bát bún riêu. Các bạn ấy hỏi rằng là tại sao lại là liên quan đến câu chuyện bún riêu. Bún riêu đây là liên quan tới câu chuyện đời thật của Thịnh luôn hả, hay là như thế nào? Đó. Nó có hai lý do nó xuất hiện chữ bún riêu. Sao em bối rối vậy? Tại vì em suy nghĩ ra cách để trả lời. Nó có hai lý do để nó có hai lý do để đặt đó là bún riêu. Tại vì thứ nhất là nước hoa nồng nàn thì nước hoa gì đi nữa có thật thì em cũng không biết, tại vì em không dùng nước hoa cho nên em đã không biết viết là nước hoa gì, nên là em đã chọn một cái giống như ẩn dụ và vui vui để là nói như mắm tôm. Là bún riêu thì nó cũng nồng nàn mà. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai là vì bún riêu nó vần với lại chữ bên đầu tiên, nó vần với chữ lúc mấy yêu. Còn câu sau nó là một cái gì yêu thì em đặt là bún riêu. Dạ, chỉ đơn giản vậy thôi mấy bạn, không có liên quan gì đến câu chuyện đây cả. Lúc đó mình đang ở nhà và mình nấu mấy đồ, mình biết nấu thôi, nó không có bún riêu đó. Mình không biết nấu bún riêu nên là không liên quan gì đến thật cả. Yeah. Anh thì anh có nghĩ là câu chuyện thật của em không á, tại vì anh được biết em với rất nhiều sản phẩm có những câu chuyện thật của em trong đó. Yeah. Đó, thì anh có nghĩ là như thế. À. Hóa ra thì là không phải các bạn ạ. Thì ra chỉ là cho vần thôi, với lại tưởng tượng là bún riêu mỗi lần ăn thấy nó nồng nàn mùi hương, giống như là mùi hương mà mình muốn miêu tả trong Tiny Love. Ok. Yeah. Thôi bây giờ mình đổi không khí, hãy tặng các bạn khán giả một ca khúc nữa đi. Tiny Love đúng không? Hay là một cái khúc khác. Tiny Love cũng được nhưng mà em nghĩ sẽ hát không nhiều đâu, không dài đâu. Ok, mình hát một đoạn dành tặng cho các bạn thôi. Để thay đổi không khí chút xíu, nãy giờ chúng ta trò chuyện với nhau rồi. Em sẽ hát cho mọi người nghe Tiny Love. Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu. Tình mình như thứ nước hoa phăng phất, nồng nàn như bát bún riêu. Này người yêu, dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta, thì đừng vội trách cớ sao tan khóc, vì niềm đau ấy sẽ qua. Okay. Tuyệt vời. Yeah. Thịnh Suy mỗi lần hát là luôn có chất riêng các bạn. Nghe nhạc Thịnh Suy là không bao giờ mà gọi là sai đi một chỗ nào hết, tại vì nghe là sẽ nhận ra được liền.